What's up? Xin chào 500 anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel Sport Gear. Ngày hôm nay mình sẽ cùng 500 anh em đi review sơ qua một cái bản phím cơ nữa đến từ hãng Jack Snack. Đó, thì con này bên mình đang có phân phối rất là nhiều và cái giá thành của nó cũng khá là ok so với lại các cái sản phẩm của nó mang lại. Thì hôm nay mình sẽ cùng 500 anh em xem thử con bàn phím mới nhất của con này thì nó sẽ có những cái gì nha. Let's go. Ok, thì về cái vỏ hộp bên ngoài chúng ta nhìn thấy nó in hình chiếc bàn phím ở đây. Có cái hộp của nó cũng khá là cách điệu. Có cái chữ screen to, rất là to ở đây. Phía sau này thì chúng ta sẽ thấy được cái mã của nó sẽ là K86 và một số các cái thông tin cơ bản của chiếc bàn phím. Nhìn là thấy là cũng biết là nó sẽ đủ rất là nhiều chain. Chain đang tiến hành trên bàn phím như bây giờ. Ok, ở trong thì chúng ta sẽ thấy cái chiếc bàn phím nằm ở giữa. Ở trong đựng ở trong một cái túi xốp. Thì mình sẽ xem bàn phím sau. Đây chúng ta sẽ có một cái cuốn sách hướng dẫn sử dụng và cũng như các cái con bàn phím khác thì mình khuyên các bạn là nên giữ lại cái tờ hướng dẫn sử dụng này. Nó rất là hữu ích luôn, tại vì nó sẽ có hướng dẫn cho chúng ta sử dụng rất là nhiều cái chức năng của chiếc bàn phím mà chúng ta không thể nào biết được. Là nếu mà chúng ta chỉ sử dụng bàn phím không thì nó có rất là nhiều phím tắt, đặc biệt là những cái bàn phím không dây ấy. Ở phía bên trong hộp thì chúng ta sẽ còn có tặng kèm thêm một cái sợi dây cáp Type C, A2C, có bằng nhựa thôi và có chống nhiễu. Ở đây thì chúng ta sẽ có thêm một cái nhổ keycap, kim nhổ switch. Đó. Và chúng ta sẽ có tặng kèm thêm hai cái switch dự phòng nữa. Switch này thì mình thấy nó là switch linear thôi, chứ không phải là switch tactile hay clicky, nó là linear, bấm khá là mượt. Có lẽ là như những cái con này hình như nó đã được pre-lup rồi, được lup từ sẵn từ nhà máy rồi, cho nên là bấm mượt lắm. Nó cũng sẽ có 3 chân và không phải là dạng 5 chân mà chỉ dạng 3 chân thôi. Ok, quay trở lại với bàn phím của chúng ta. Đây là một em bàn phím với layout đó là 87, tức là dạng layout size TKL, rất là thông dụng. Với cái layout như thế này thì các bạn yên tâm là các bạn có thể chơi được hầu hết tất cả các cái dòng keycap luôn và các bạn chơi thoải mái nhé. Để vào mắt chúng ta thì cái bộ màu keycap của em này làm rất là đẹp. Nó sẽ kết hợp giữa màu xanh navy và màu trắng. Trắng này nó sẽ không phải là màu trắng tinh nhé, mà nó sẽ hơi ngà một xíu. Con này hiện tại nó đang có 3 phiên bản màu khác nhau. Đó là màu xanh navy này với màu trắng này, màu xanh navy với màu xanh nhạt và màu xám nữa. Đó, 3 phiên bản này mình thấy nó phối màu cũng rất là đẹp luôn. Về cái layout TKL thì mình thấy nó có khác một chút là cái cụm 9 nút này nó sẽ đẩy xuống dưới sát luôn so với lại cái phím mũi tên. Và chúng ta sẽ nhường chỗ cho một cái màn hình ở đây và một cái núm vặn nữa. Đó, đây là hai cái thứ mà mình nghĩ rất là nhiều người cần ở trong cái thời điểm này. Đó, rất là nhiều người thích cái kiểu núm xoay, vừa có núm xoay mà lại vừa có màn hình luôn. Ok, về cái cáp thì mình nhìn thấy hình như con này đang sử dụng đó là chuẩn OEM. Và mình sờ chất liệu thì nó hình như sẽ là PPT. PPT này nó sẽ không có nhám lắm. Và chúng ta sẽ thấy được là cái keycap này nó sẽ in double shot. Tuy nhiên thì nó không phải là thuộc dạng xịn sò, mà cái kiểu double shot này khá giống là con M1W á. Nó sẽ chỉ có một cái lớp ở giữa thôi, và xung quanh thì nó sẽ không có tràn ra, cho nên là keycap nó sẽ hơi mỏng. Như vậy thì mình sẽ không đánh giá cao về cái keycap của con này lắm. Tuy nhiên thì cái phông chữ của nó làm khá là sắc nét và cũng là nhỏ nhắn chứ không phải dạng song phông chữ to, cực kỳ là đơn giản luôn. Về cái khung của con này thì chúng ta thấy khi cầm lên nó cực kỳ là chắc chắn và nạc luôn. Tuy nhiên thì nó là dùng plate PC cho nên là khi mình cầm vặn xoắn thì nó vẫn có thể cong ven được khá là dễ dàng. Ở mặt đằng sau thì chúng ta vẫn sẽ có những cái ví dụ như là kickstand nâng hạ độ cao 2 nấc đây. À, những cái miếng cao su để mà chống trượt. Và chúng ta sẽ thấy được có một cái khay để đựng cái receiver, nhưng mà nó phải tức là chúng ta phải gỡ cái này ra, bật cái lẫy lên thì chúng ta mới có thể rút được cái receiver này ra. À, nó giấu ở dưới này nhìn cũng khá là hay. Ở giữa thì chúng ta sẽ có nút gạt chuyển sang Win hoặc là Mac và 3 chế độ Bluetooth 2.4G và dùng dây. Cái dây của nó thì cái chỗ cắm dây của nó sẽ được đẩy sâu vào trong như thế này. Và chúng ta vẫn sẽ có 3 đường đi dây cho gọn gàng ở đây.
Đây là một cái kiểu thiết kế cũng khá là cơ bản rồi. Ok, quay trở lại mặt trước nha. Thì để xem thử coi em này đang sử dụng switch gì và cái mặt của nó sẽ là mặt như thế nào. Đây, chúng ta sẽ có được em này đang sử dụng cái switch linear mà ngay từ đầu nó đã có bỏ kèm ở trong hộp á. Đấy. Và chắc chắn là em này sẽ có hot swap rồi. Rồi, chúng ta sẽ có hot swap 5 chân và có lót sẵn foam PCB cũng như là có slot sẵn luôn cả switch pad luôn. Với cái switch pad này thì chúng ta sẽ gõ nó sẽ êm hơn và cái tiếng của nó sẽ đanh hơn một xíu, nó nổ hơn một xíu so với lại cái không có lót switch pad. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có cả lót foam đáy luôn. Con này thì sẽ là mặt ngược nha các bạn, mặt ngược và vẫn sẽ có hỗ trợ LED RGB. Blade của nó thì sẽ là blade PC thôi, như các bạn nhìn đấy. Đã sẽ chuyển sang xem thử cái step của nó có ok không nhá. Step của em này thì cũng đã được lúp sẵn rồi, và lúp khá là dày. Và step của con này rất là chắc chắn luôn. Mình sờ vào không có cảm giác lung lắc gì cả. Và theo như nhà sản xuất nói thì con step này cũng đã được cân chỉnh sẵn rồi. Mình không biết là tí nữa mình gõ xem thử nó có ok không, nhưng mà nghe nói là đã được cân chỉnh sẵn. Và nó cũng khá giống như những cái con, ví dụ như là con VGN hay là con RK vậy. Có một cái điểm khác biệt nữa là mình thấy cái hàng cuối của dòng keycap này nó sẽ hơi vát nhẹ xuống dưới, nó sẽ hơi bầu và nó vát xuống, khác lại so với những cái con bộ keycap khác cũng chuẩn OEM. Tại vì chủ yếu là cái nút space này, nút space này khi mà vát như vậy thì mình sẽ, khi mà mình gõ cái thanh space này thì cái nút ngón cái, thì cái ngón cái của mình nó sẽ không bị cấn đó. Nếu thường một số cái space nó không bát chỗ này á, thì nó sẽ hơi vuông một xíu, mình gõ nó sẽ cấn vào cái cạnh. Cái đó thì cũng tùy người thôi, có người thích người không. Cái này kiểu dạng như là những cái bộ keycap thời xưa OEM mà chuẩn thời xưa thì nó thường hay nó sẽ làm hơi vát xuống như thế này. Về cái con lăn thì mình thấy nó sẽ là con lăn kiểu bên ngoài được bọc kim loại luôn, làm vân sức phay, rất là bám tay. Như những cái con lăn như thế này thì mình rất thích, tại vì lăn nó sẽ không bị trơn. Về cái lăn thì mình thấy nó cũng tạm thôi, cũng tạm ổn, ok thôi chứ không có quá mượt. Và cái màn hình ở đây thì mình thấy cái màn hình nó hơi nhỏ một xíu so với lại những cái con màn hình của bàn phím sheet khác. Nhưng mà với cái giá khoảng tầm 1 triệu thì chúng ta có đầy đủ như thế này, quá là ok rồi. Bây giờ mình sẽ thử bật bàn phím lên nhé. Đó, khi bật bàn phím lên thì chúng ta sẽ thấy ngay nó sẽ có một cái màn hình. Và chúng ta có thể tùy chỉnh được luôn ở ngay trên cái màn hình này nha. Hiện tại thì cái con lăn này nó đang ở cái chế độ đó là tăng giảm âm lượng của PC ấy. Tuy nhiên thì chúng ta cũng có thể chỉnh lại bằng cách giữ nút FN và cái nút bấm này nhé. Đó. Sau khi chỉnh lại thì chúng ta có thể chỉnh toàn bộ chức năng của chiếc bàn phím này ở trên, ngay trên cái núm này luôn. Đó. Nó cũng khá là dễ sử dụng thôi. Và đầu tiên thì chúng ta có thể chuyển sang tiếng Anh này. Rồi chúng ta có thể chỉnh được tốc độ ánh sáng. Đây là cái hiệu ứng ánh sáng nha. Ví dụ mình chọn vào đây thì cái hiệu ứng này sẽ là Way, tức là đang có chế độ như thế này. Thì chúng ta có thể chỉnh sang hiệu, chúng ta có thể chọn một cái hiệu ứng ánh sáng khác. Nó có hiệu ứng ánh sáng này, Rain Down. Đó. Do mình đang để đèn phòng nên cũng hơi khó nhìn. Tuy nhiên thì như các bạn nhìn thấy đây, nó sẽ có chuyển được chế độ kết nối này, các chế độ ánh sáng này, ánh sáng side light, tức là cái ánh sáng nét viền. Đấy, con này nó có thêm nét viền nữa, khá là đỉnh. Chúng ta sẽ có thể chỉnh được độ sáng, tốc độ ánh sáng, rồi có thể chỉnh được màu. Đấy, nói chung là nó có thể chỉnh được khá là nhiều các cái chức năng của bàn phím ngay trên cái núm này luôn. Và nếu như các bạn muốn chuyển nó sang cái phần đó là chỉnh tăng giảm âm lượng của bàn phím thì chúng ta cũng chỉ việc giữ FN và ấn cái núm này giữ một lúc là nó sẽ chuyển sang thôi. Về mặc định thì nó cũng sẽ hiện giờ cũng như là cái chuẩn kết nối ngày tháng. Cái này khi mình cắm vào trong PC mình dùng phần mềm thì mình có thể đồng bộ hóa lại các cái thông tin này cùng với thông số của PC luôn nhé. Khá là đơn giản. Và như các bạn thấy thì em này sẽ hỗ trợ đèn LED RGB. Tuy nhiên thì LED con này nó không có thuộc dạng quá sáng, nó cũng đủ sáng để chúng ta nhìn thấy các cái hệ thống đèn LED thôi. Hiện tại thì do mình đang mở đèn ở trong phòng khá là nhiều cho nên là cái LED của nó cũng không được rõ lắm. Chúng ta cũng có thể tùy chỉnh được LED bằng nút luôn nhé, trực tiếp bằng FN với lại cái nút ngay phía trên nút Enter này. Đấy, chúng ta tùy chỉnh được LED ở đây
hoặc là chúng ta có thể sử dụng phần mềm, hoặc là chúng ta điều chỉnh bằng cái núm sẵn xoay kia luôn. Có rất là nhiều cách để chỉnh. Okay, về các chế độ đèn LED thì tất nhiên LED RGB thì nó cũng sẽ có rất là nhiều chế độ, hầu như các bàn phím đều khá là giống nhau rồi. Chúng ta sẽ chuyển sang một cái phần cực kỳ quan trọng, đó là cái phần sound test. Xin thử coi nhà sản xuất đã làm được gì so với một con phím stock như thế này nha. Con này nó cân step khá là ok rồi. Đó. Đối với những bạn nào mà không khó tính quá thì chúng ta vẫn có thể sử dụng con này, một chiếc bàn phím mua về sử dụng ngay stock mà nó đã cân chỉnh sẵn step làm khá là ngon. Tiếng gõ của nó sẽ hơi giòn một xíu. Đó. Tức là nó sẽ hơi nổ to hơn so với lại bình thường. Có lẽ là do cái chuẩn keycap cũng như là cái dòng switch như thế này. Về cái cảm giác gõ thì mình sẽ gõ cảm giác nó nhẹ hơn một xíu so với những dòng bàn phím khác. Tuy nhiên thì nó cũng rất là mượt, không có tiếng ping, không có lạo xạo. Và đặc biệt là các cái thân step nó làm cũng rất là chuẩn rồi. Đây. Thì các bạn có thể mua về sử dụng ngay lập tức mà không cần phải làm gì thêm. Nếu như mà các bạn muốn móc thì vẫn có thể móc rất là dễ dàng. Tại vì con này nó có số map đầy đủ. Và nó cũng thiết kế theo kiểu ngàm. Cho nên là các bạn có thể mở bung ra và móc lại được. Tuy nhiên thì cái đấy thì các bạn nên hạn chế nhé. Tại vì chúng ta mở ra mở vô móc quá nhiều thì nó sẽ mất bảo hành là thứ nhất. Thứ hai là nó rất là dễ bị ảnh hưởng đến mặt. Đó. Tốt nhất là chúng ta cứ mua về xài stock. Còn tại vì con này vốn nó cũng khá là ok rồi mà. Còn nếu mà các bạn thích vọc vặt thì tất nhiên là phải có kinh nghiệm nhé. Nó cũng khá là giống với con BK98. Trước đây mình có làm hướng dẫn á. Thì các bạn chỉ cần tải phần mềm về và cứ mò trong đó y chang như con BK98 luôn. Hình như những cái con bàn phím đến từ Trung Quốc thì nó đều có cái kiểu làm khá là giống nhau về cái màn hình này. Như vậy là mình đã đi review sơ qua cho anh em về con bàn phím K86 mới ra của thằng ở Chắc Sắc. Thì các bạn nghĩ sao về chiếc bàn phím này? Theo mình thấy thì nó khá là ok. Với tầm giá khoảng 1 triệu thì chúng ta vẫn sẽ có một layout TKL rất là thông dụng. Chúng ta sẽ có cả màn hình, có cả núm xoay và chúng ta có hệ thống đèn LED RGB. Đó là chưa kể đến những cái ví dụ như là hot swap 5 chân, có lót sẵn full arm đầy đủ. Step thì nó làm cũng cực kỳ ngon rồi. Đó. Và đặc biệt thì về LED thì con này cũng khá là ăn chơi khi chúng trang bị cho chúng ta có cả LED viền luôn. Hình như là cái con này nó sẽ nhồi nhét được rất là nhiều thứ vào trong. Hình như con này nó đang cố nhồi nhét rất là nhiều thứ vào trong đây. Ví dụ như những cái mà chức năng mà mình nghĩ là trước đây rất là khó mà có thể đưa xuống một chiếc bàn phím 1 triệu. Bây giờ nó đã đưa hết xuống đây rồi. Và chúng ta vẫn sẽ có một chiếc bàn phím không dây, 3 chuẩn kết nối luôn. Đó. Tuy nhiên thì nó vẫn sẽ có một số cái điểm trừ. Tuy nhiên những điểm trừ này thì nó cũng khá là nhỏ thôi. Ví dụ như là chúng ta sẽ thấy có cái build do nhựa PC cho nên là nó cũng khá là dễ bị vặn xoắn này. Đó. Cái đấy thì phải đánh đổi thôi. Thứ hai là cái bộ keycap của nó cũng không được ngon lắm, mặc dù là màu đẹp nhưng mà nó sẽ không phải là thuộc dạng PPT xịn. Ngoài những cái điểm yếu trên thì mình nghĩ con này cũng không có cái gì đáng chê trong cái tầm giá 1 triệu hết. Và em này nó vẫn sẽ có bảo hành chính hãng 12 tháng nha các bạn, yên tâm mà sử dụng luôn. Ok, các anh em nghĩ sao về chiếc bàn phím này? Và nếu mà các anh em có ý kiến gì thì hãy cứ comment ở phía dưới phần bình luận nhé. Còn nếu mà anh em muốn tham khảo giá bán cũng như nơi bán thì mình có để link trong phần mô tả của video đó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nhớ like và share ủng hộ kênh Boss Gear đấy. Bye bye.